Ê ủa gì về sớm hả? Sớm gì sớm. Ê khoan gì vậy? Nay mặc áo gì nhìn vào lợi chạy vào lợi giống nấu này LV ba ủa hả? Ê gì này túi gì cc nữa chạy? Túi hiệu xịn của người ta dạ biết rồi, có tiền rồi mặc đồ nhãn hiệu không à. Thằng ơi giàu rồi làm gì sang chảnh rồi, sang chảnh rồi, thằng đỡ á. Nè kìa, dạo nói chuyện kìa. Thôi đi à. Rồi ai trời ơi ơi. Rồi hội điện của tao đâu? Hội điện gì không nữa. À thằng Thọ sửa điện hả? Hồi nãy nó sửa trong nhà rồi, nó đi rồi, mày hỏi nó kiếm làm chi? Thôi điện khùng mày, tao hỏi cái điện thoại. Thôi giờ mày hỏi tao. Hả? Bà đâu cha. Nè. Hồi mới mua cái mượn chụp hình. Trời ơi, đẹp quá. Bà cha ơi. Lấy luôn cái gì? Đồ mặc đồ người tao cho không đâu. Ai út mày đẹp sang chảnh lắm vậy. Biết nghe tao báo công an bắt mày chung vừa. Nhóc dạ mới mua điện thoại hả? Đúng rồi chị, sao chị biết hay em? Em mới mua điện thoại nè, đẹp không? Nhiêu tiền á? Trời ơi, em mua có 10 triệu rồi chị ơi. Ê hay giờ cho mượn cầm thử được không? Cầm gì trời, điện thoại mới mua chị mượn cầm mất giá cho hô không cho đâu. Không, cầm cái cho 10 ngàn. 10 ngàn hả? Ừ thiệt không? Thiệt. Hả? Cho mượn xíu mà được 10 ngàn hả ta? Cái này có bộ lời à? Rồi rồi, ok chị luôn. Trời ơi, cầm xíu qua được 10 ngàn nè. Chị nhớ trả em nha, chị cầm xíu rồi đó. Trời vậy cũng được 100 ngàn. Kỹ phải không? Gì? Đúng rồi, chị nãy mượn điện thoại em không? Chị cầm chơi rồi, trả em đi. Trả gì nãy mày nói mày cho tao mà. Tao cho nào mượn cầm thôi chứ. Thì nãy tao đưa mày 10 ngàn, cái tao hỏi mày là cầm được không? Mày nói ừa, thì tao cầm trong tiệm điện thoại rồi. Thôi em chỉ cầm điện thoại trời. Ủa ai biết, đưa 10 ngàn không trả cho em. Mẹ. Ê Phong con. Ừ. Lên cho nhờ cái ơi. Cái gì đó? Coi chút đi mua đồ em trai cái nha. Cho đi ra ngoài này cái chút vô lấy. Rồi. Không có, không tới số mày tao á. Dạ biết rồi. Ừ thằng ơi. Rồi tao kêu mua đồ mua chưa mày ngồi đó à? Gì đó? Mua chưa? Chưa. Rồi sao mày chưa mày ngồi đó? À cha giết rồi, tao không biết tao nhờ được gì đúng không? Biết là kia mua đồ mày mua không được nữa, biết hồi đó ha, tao nói mày bệnh nha. Tao dầm mưa giải nắng sống chết mua thuốc cho mày. Giờ mua đồ cái mà không mua được. Bộ cực lắm cái gì. Chờ chữ dữ à? Chứ mày nhờ mua không đồ không mua ngồi đó. Chứ hỏi nha Trang à. Cái gì? Nãy kêu mua cái gì? Tao kêu mua đồ. Mua đồ rồi nói miếp rồi, không nói mua gì cho mày, mua gì là mua gì. Bởi vậy là quên nói hả? Không nói mua gì, kêu tao mua biết mua gì. À vậy thôi xin lỗi. Ai hút mà nói là mỗi lần con chứ hả? Lại mày. Uống thuốc cũng mệt chứ. À vậy thôi vô đi. Vô đi. Còn người chán cha thì chứ. Vô đi. Ôi anh kia đâu anh? Dạ. Mày ăn trộm không? Ừ, không có ăn trộm. Không ăn trộm mày bưng chậu tao đi đâu vậy? Hả? Không có. Em chỉ là em mượn thôi hả? À. Mượn gì quen biết gì đâu mượn. Anh thằng ơi. Không quen mới lấy đó chứ quen rồi lấy làm gì vậy mượn thôi. Hả? Ôi ơi anh trộm chậm. Em lại kì. Vậy chị cho em mượn được không? Không. Mượn chậu đây chút xíu em quay lại em trả. Trả vốn lẫn lời luôn. Thiệt không? Thiệt. Tao không tin được. Anh thằng ơi nhìn mặt em này uy tín không? Không tin. Thôi tao không biết. Không biết gì giờ cũng cho mượn chàng chút xíu quay trả. Nãy tính mượn chậu bự rồi không nổi đó. Mà là phải hứa là trả vốn lẫn lời nha. Rồi ok. Thì chút xíu đi. Nghe. Rồi mấy ba chị nhanh nghe. Nhanh đó. Trời nãy lâu quá à. Không biết nó có trả không mà. Bực ghê á. Tạo gì đây? Trả chị yêu. Good night. Rồi đứa cộng gì nữa? Trời chứ có thấy mẹ rồi. Chậu bông của mình. Thằng đó nữa. Mất hết rồi. Thôi ơi, giờ nào không đi học không? Ba vô duyên quá, chuyện đi học mà chuyện con rồi tự. Là như ba gấp gì ai vô lớp thì đi chảy rồi cô cũng vô lớp rồi cô cũng ngồi đó chứ có biến đâu mà làm gấp chứ hả? Nay tao quan tâm mày tao mới nói mày cãi chạy đi hả? Ủa tao có nuôi mày nhỏ lớn nha, tao cho mày ăn học, nay mày trả chiều. Tao hỏi mày nè, mày muốn đi học nữa hay không? Còn quan ơi, tao có một chuyện bận, tao đi cái chiều vậy nói chuyện tiếp mày. Thầy ơi, gọi mày có đi học hay không mà bà cô có điện tao cháy máy luôn mày. Đợi, trả lời nè. Trả lời cái gì? Nãy bà hỏi vậy bà nói lại ơi. Nãy tao hỏi mày là có muốn học nữa hay không? Bây giờ trả lời nè. Muốn. Rồi đó xong á, đi học nha. Đi học cái gì nữa? Bà điện trái máy luôn rồi kìa. Bà chửi trên đầu lên cổ quá. Giờ mấy giờ không đi học? 6 giờ chiều rồi. Hả? Thấy mẹ con. Giờ sao vậy? Mày vô cổng mày nằm mày tột quần đúng rồi tao. Bà nội cha bữa nay tao quýnh nát rít của mày. Ủa anh Long. Gì vậy? Ủa anh nhà hả? Ừ. Tao nhà đi hỏi dâu trời. À, cho anh giờ em xin anh cây được không? Cái gì ông nội? Em xin tính xin anh kia bông.
xin cái bông cầm súng qua đây làm gì vậy? Súng đâu, cái này cái đầu á chứ cái súng đâu. Như nay kiếm bông gì vậy? Tại em về em trồng đang coi nhà coi cửa rồi cho đẹp chơi. Hôm nay có mắt không mỹ không trời. À, không có cây bông nào không cho xin cây nhỏ không được. Nhỏ cho chút xíu. À. Có coi nè. Đâu đâu. Này được không? Này hả? Ừ, hồng hồng giống cá tính mày đó. Thôi cũng được. Ừ, má nghe. Ừ. Trời ơi, chưa xong nữa thằng này trời. Hả? Đào chút xíu mà lâu chứ trời. Trời ơi, cây nó khó đào quá à. Có thấy tối luôn đó. Rồi mai đào được không? Mai hả? Ừ. Được, cái đó được, cái đó ngon á. Vậy đi, cho nó lẹ chứ giờ tối quá trời ơi. Anh nói rồi nha. Thì tao nói mà. Ok, cài cả bên nha. Ai. Hả? Tao kêu mày mai đào làm gì qua đây hả? Thì anh cho em mới đào nè. Thằng ơi, đào có dũng nổi. Nãy nổi mai đào được không? Cây nào mà đào không được, cây mai không lẽ đào không được không nào? Cảm ơn nghe tao vậy cha ơi. Tao kêu ngày mai mày tới nhà tao mày đào. Tự nhiên mày chạy qua nhà đây mày đào cái mai bà Tư. Ủa cây mai nhà bà Tư hả? Ừ. Mày tới công chuyện rồi. Bấn gấp luôn rồi. Anh tự thử em để khỏi. Ê. Rồi giờ mày bấn gì chết tao bông ơi phải không? Em ơi. Ủa gì anh? Bánh đồ ơi. Hả? Dạ đúng rồi. Mua gì anh? Em bán tùm lum hết á, anh mua gì? Anh mua nước. Thằng ơi, cái này là em bán không được anh ơi. Trời. Có ai không? Anh la tùm lum cũng hay bắt em chết rồi này, nghĩ sao anh lại mua nước sao em dám bán? Trời mất nói không được trời. Thằng ơi, chuyện như này đại sự lắm, anh thương em á thì anh đi ra chỗ khác, anh kiếm cái chỗ nào mà có chức quyền bọng gì đó, anh mua đi, anh kiếm anh mua đi chứ em sao bán được. Mày thằng chướng đời lần đầu tao thấy luôn á, lại mua đồ đuổi chạy. À đuổi không đuổi, ông nội mua gì nè, ta không đuổi. Không mua, không bán hả? Thế mua đó sao bán? Mua đó là mua gì? Mua chai cái gà. Chai gì? Chai nước gà. Nước chén. Nước chén hả? Ừ. Thằng thằng nãy giờ là mẹ nước rửa chén đi. Bây giờ nó bán nước, mua nước. Trời chứ này. Tưởng là mua nguyên cái nước Việt Nam ông nội tao bán. Thằng ơi, ai đã mua đó chạy cũng mày mất chết. Biến. Không mua chơi. Ờ cho hả? Ờ cảm ơn, cảm ơn. Ê không. Hả? Sao sáng mới thấy đi học mày về sớm vậy? Còn đang gấp lắm mày, chịu hết nổi rồi. Không, mày nói nghe mày nói chuyện rõ ràng đi rồi mới đi đâu đi. Ôi, đang gấp. Ôi á, thằng này, tao mày gan quá ha. Tao mẹ mày, tao nói chuyện, tao hỏi mày không trả lời. Thế mày hỏi gì? Là hồi nãy tao hỏi là sao sáng mày đi học rồi giờ mày về sớm. Thế để tao hỏi mẹ nha, là bằng cái quần gì đi học được không? Ai út mà hợp thiệt chứ, người mới với thằng kiểm giờ thay quần cũng xong nữa. Trời ơi, hàng gì tối kiếm quần quảng thấy là vậy hả trời? Top 10 cách nói chuyện với kẻ địch. Top 1. Ê. Mà thôi trời. Trời anh Phong, đâu về hả? Mới đi đánh lộn vậy nè, hằng nãy em nói thằng kia kiếm chuyện với em đó. Anh xử nó ra ngoài. Trời ơi, anh đánh lộn thiệt rồi đó. Lộn vậy? Rõ ràng nãy em kêu quýnh chích cha nó. Anh qua anh xử cha nó rồi. Anh đánh lộn người rồi. Ý em là đánh thằng con chứ không phải đánh thằng cha. Vậy sao nãy kêu đánh chích cha? Trời ơi, tại nãy em nóng mà em chửi nó. Thấy mà đe, bây giờ sao? Trời ơi, nóng ngáp ngáp rồi, người ta kéo tới kìa. Rồi nít đỡ nè. Chạy với nó đi. Ê Phong. Cái gì? Sao rồi, nãy làm ngứa văn sao? Trời, ngứa văn cái gì, dễ ẹt chứ gì. Cho bài sống của Xuân Quỳnh, dễ ẹt. Ừ, mà tao không biết làm mở bài, mày làm thử tao nghe ơi. Mở bài hả? Trời, làm thử mày nghe luôn. Nè, Xuân Quỳnh nè. Xuân Quỳnh á, ông là một trong nhà văn tiêu biểu của nền thơ ca Việt Nam. Ê, cái gì? Thấy nó sai sai á. Sai sai gì? Tao nhớ Xuân Quỳnh là nữ mà mày. Chết mẹ. Mày đừng sửa lại được không? Tất nhiên là không rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nè, dịch bệnh mà hai anh chị đi đâu vậy? Ừ. Ủa, chị nói gì vậy? Tôi hỏi anh chị dịch bệnh mà đi đâu vậy, có giấy tờ gì không? Là sao? Tôi hỏi anh chị có giấy tờ gì không, tôi mới cho qua chốt, không thôi là tôi không cho qua chốt đâu. Rồi em hiểu chị nói gì không? Hiểu mà gật đầu không hiểu gì trời. À là chị hỏi hai vợ chồng em ăn cơm chưa hả? Hai anh chị giỡn mặt với tôi hả? Rồi em ăn cơm rồi chị ơi. Trời ơi, hiểu ý ghê. Giờ cho qua đi, không mà ăn cơm rồi. Nè, không có giấy tờ tôi không cho qua chốt đâu mà hai anh chị dòng lại. What? Tôi làm dữ ý không cho qua chứ gì? Đúng rồi mà hai anh chị dòng lại. Mệt quá về em làm dữ. Trời. Nãy giờ nói chuyện với người bị câm bị điếc. Thôi. Hết nói luôn.
Ê Phong. Dạ. Đâu hả? Em đi ra đây xíu hả? Giấu gì sau lưng hả? Đâu có đâu nè. Nè, có gì đâu, không giấu gì chăng á. Ờ, hỏi ngoài nãy thằng bồ tao có đưa gì cho mày không? Có, mới vô lấy nè. À, vậy đưa tao đi. Thôi không đưa đâu chị, kỳ lắm. Chút xíu vô nhà đi, hai chị em mình không em đưa được. Chứ ngoài đây kỳ lắm, đông lắm. Mày sao á, thì nó đưa cho mày, giờ mày đưa lại cho tao đi, có gì đâu. Thôi kỳ lắm. Giờ mày có đưa không, hay là mày với nó hợp lại nó xấu tao. Trời, nghĩ sao em lớn nhà đầu với nó xấu chuyện chi trời. Mày có khai thiệt không? Nhìn mặt mày gian lắm luôn á. Đưa đây. Công nhận là nó khai thiệt á. Thì nói đi. Thôi không có được mày. Mày nói à, mày không nói tao mát mẹ á. Thôi. Mẹ. Nè, nè. Cái gì á, cái quần của tao mà. Nhìn dễ chị á đưa, công nhận lớn già đầu mà chị, cái mùi nó khai thiệt á. Ai ố thì mừng. Chị nhớ về dặn. Cảm ơn.